Conker Venator là một thành viên của họ Carcharodontosauridae sống cách đây khoảng 130 triệu năm trong thời kỳ đầu kỷ phân trắng. Loài khủng long này có niên đại từ tầng Barremian. Conker Venator concotivus là thành viên duy nhất được biết đến trong chi khủng long này. Tên của chúng có nghĩa là thợ săn Cuenca có biếu và ám chỉ cái biếu trên lưng của chúng cũng như khu vực ở Tây Ban Nha nơi nó được tìm thấy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về Conker Venator và điểm qua một số điều tuyệt vời mà các nhà khoa học đã biết về loài khủng long này kể từ khi nó được phát hiện trong số thứ 20 của hồ sơ khủng long. Thông tin về Conker Venator. Conker Venator là một loài khủng long chân thú độc nhất vì nó có cái biếu giống lạc đà. Việc phát hiện ra loài này cũng giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu thêm về loại lông mà khủng long có thể có. Conker Venator là một loài khủng long lớn nặng từ 320 đến 400 kg. Nó cao khoảng 2 mét. Giống như các loài khủng long theropod khác, Conker Venator đi bằng hai chân và có cánh tay nhỏ. Mặc dù không phải là loài lớn nhất, nhưng loài này có chiều dài ước tính từ 5 đến 6 mét. Có một số đặc điểm mà Conker Venator có khiến chúng trở thành một con khủng long có vẻ ngoài độc đáo. Một trong những đặc điểm kỳ lạ nhất của chúng là cái biếu hoặc mào nằm ngay trên lưng hoặc trước hông. Chức năng biếu của loài khủng long này vẫn chưa được biết đến. Mục đích của nó có thể là để giữ trữ năng lượng hoặc thậm chí là thu hút bạn tình. Không ngoại lệ so với các khủng long theropod khác, cánh tay của Conker Venator rất nhỏ. Hóa thạch của cánh tay cho thấy loài này có thể có lông ở cẳng tay, nhưng giả thuyết này vẫn còn gây tranh cãi. Lông trên của nó rất đặc biệt vì đặc điểm này thường thấy ở những loài khủng long nhỏ như chim ăn thịt. Điều này cũng làm thay đổi dòng thời gian tiến hóa, vì phải mất hàng triệu năm trước khi người ta cho rằng lông vũ ở khủng long tiến hóa theo cách này. Conker Venator là loài săn mồi lớn hơn, có đầu to và hàm răng sắc nhọn để hạ gục con mồi. Bàn chân và bàn tay có móng vuốt và vẩy để bao phủ cơ thể. Có một số mô tả về loài khủng long này, nhiều mô tả được phủ vẩy và lông vũ. Những phát hiện về Conker Venator. Conker Venator được phát hiện ở Tây Ban Nha, tại khu hóa thạch Las Hoyas bởi các nhà cổ sinh vật học Jose Luis San Francisco Ortega và Fernando Escaso vào năm 2003. Những gì tìm thấy ở Conker Venator là một bộ xương gần như hoàn chỉnh. Khó khăn nảy sinh trong việc mô tả loài khủng long này vì hộp sọ bị nghiền nát và một số cấu trúc bộ xương ở đuôi và chân của chúng bị mất. Một trong những tranh cãi lớn nhất về nó là liệu nó có lông ở cánh tay hay không. Hóa thạch được tìm thấy của loài khủng long này có lông vũ trên xương trụ, điều này chỉ thấy ở các loài chim và khủng long có lông vũ khác. Các loài khủng long khác có lông này là Dilong và Tenulong. Christian Ford là một nhà nghiên cứu đã đặt câu hỏi về lý thuyết lông vũ và cho rằng các núm thực chất là những đường cơ nối gân. Tuy nhiên, ngày nay cuộc tranh luận vẫn đang diễn ra một cách gay gắt và có rất nhiều thông tin về các nhà khoa học để khám phá về chính loài Conker Venator. Bằng chứng về lông của Conker Venator cho thấy tất cả các loài khủng long có thể có những đặc điểm sớm hơn nhiều so với những gì người ta nghĩ trước đây. Cái biếu cũng khiến cho các nhà khoa học bối rối về cách chúng tiến hóa để có đặc điểm này. Nghiên cứu về Conker Venator. Conker Venator sống vào đầu kỷ phân trắng thuộc thời đại Barremian khoảng 130 triệu năm trước. Loài khủng long này được phát hiện ở miền trung của Tây Ban Nha nhưng có khả năng sống ở khắp châu Âu. Trong thời kỳ đầu của kỷ phân trắng ở châu Âu, hệ sinh thái rất ẩm ướt và rụng lá. Các vùng đất ngập nước và vùng đồng bằng đầm lầy là môi trường sống lý tưởng mà Conker Venator lẽ ra đã sinh sống. Ở những nơi có nhiều nước ngọt như nơi Conker Venator sinh sống, thực vật hạt kín rất phổ biến. Điều này có thể bao gồm những thứ như thực vật có hoa, cây lá kim và cây bách. Châu Âu trong kỷ phân trắng rất ẩm ướt và được bao quanh bởi đại dương, các hồ và rất nhiều đầm lầy trong môi trường sống của nó đã giúp cho các hóa thạch có thể được bảo tồn. Những điều kiện này là lý do tại sao những mẫu vật của Conker Venator gần như hoàn chỉnh nhưng chỉ có một mẫu được phát hiện. Conker Venator là loài ăn thịt chuyên săn các loài khủng long và động vật có vú khác sống trong khu vực của nó. Vì rất ít bằng chứng hóa thạch về loài khủng long này được phát hiện nên không có nhiều thông tin về chế độ ăn của nó. Carcharodontosaurid là loài săn mồi lớn nhất vào thời kỳ đầu và giữa kỷ phân trắng, cùng với các loài Spinosauridae mà chúng sinh sống. Dù chúng không phải là loài săn mồi lớn nhất ở nơi này, nhưng loài khủng long này có thể khiến hầu hết các loài khủng long mà nó gặp phải sợ hãi. So với các loài Carcharodontosauridae khác, thì Conker Venator rất nhỏ và trên thực tế là loài nhỏ nhất được biết đến trong họ của mình. Mặc dù vậy, Conker Venator vẫn có một hàm răng to sắc nhọn và thân hình cường tráng, giúp nó có thể chế ngự được nhiều con mồi khác.
Người ta không biết liệu nó có đi săn theo bầy đàn hay không, vì thực tế rất khó xác định đối với các loài động vật đã tuyệt chủng. Việc săn mồi theo bầy có thể đã giúp con Cavenator tiêu diệt được những con mồi lớn hơn vì nó là một trong những loài săn mồi nhỏ hơn. Chế độ ăn của loài lõm có thể bao gồm các loài sauropod và các loài khủng long ăn cỏ khác. Vòng đời của Concavenator. Concavenator giống như những loài khủng long khác, bắt đầu cuộc sống từ một quả trứng. Vì loài khủng long này là loài đẻ trứng, sau khi sinh ra, loài Concavenator có thể sẽ nuôi con non và bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi lớn hơn. Có rất ít phát hiện về nó và vẫn chưa tìm thấy được một con trưởng thành nào. Những gì được biết về vòng đời của loài Concavenator này đến từ một lượng nhỏ bằng chứng hóa thạch và cả những phát hiện từ các loài tương tự khác. Các nghiên cứu cho thấy, các Corodontosauridae phát triển không ngừng trong suốt cuộc đời của chúng. Tuổi thọ của những con khủng long này được ước tính là khoảng 50 năm và có thể mất tới 30 đến 40 năm để chúng trưởng thành. Vào năm 2021, một nhà cổ sinh vật học Andrea Cole đã đưa ra giả thuyết rằng một hóa thạch được phát hiện của Cypinonyx lần đầu tiên được phân loại là Compsognathid, thực ra là một con non của các Corodontosauridae. Họ so sánh loài khủng long này với các loài Allosaurus và Acrocanthosaurus tương tự và thấy rất nhiều điểm tương đồng hơn với các khủng long các Corodontosauridae. Tương tác với loài khác. Concavenator là loài săn mồi chuyên săn các khủng long nhỏ và ăn cỏ. Tuổi thọ dài hơn, lông quý và những khám phá hóa thạch là một số bằng chứng cho thấy loài khủng long này săn mồi theo nhóm. Có kích thước nhỏ hơn, khả năng săn bắn thành công sẽ tăng lên và khả năng tiêu diệt những con khủng long lớn hơn nếu chúng đi theo săn bầy cũng là như vậy. Do môi trường sống của Concavenator, hầu hết các sinh vật được tìm thấy gần đó là các loài thủy sinh. Concavenator là một trong những loài săn mồi trên cạn lớn nhất ở nơi nó sinh sống. Các răng cá sấu của Spinosaurus khác đã được phát hiện có cùng hình dạng với Concavenator, cho thấy chúng cùng tồn tại với nhau. Con mồi mà Concavenator có thể săn bao gồm có Europechara, Pelecanimimus và Iguanodon. Kích thước tổng thể của các Carodontosaurid sẽ tăng lên theo thời gian để phù hợp với những loài săn mồi lớn hơn sẽ tiến hóa như Tyrannosaurid. Concavenator cho chúng ta cái nhìn về cách tổ tiên trước đây của loài khủng long này phù hợp với hệ sinh thái của chúng như thế nào. Ý nghĩa văn hóa của Concavenator. Concavenator là một loài khủng long cực kỳ có lợi trong việc giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về loài khủng long từ thời kỳ phấn tráng sớm. Được bảo quản rất tốt, hóa thạch của nó cho thấy vảy của khủng long trên bàn chân trông giống như chim và có thể có lông trên cánh tay của mình. Concavenator là một khám phá quan trọng trong việc tìm hiểu tổ tiên trước đây của các loài các Carodontosauridae lớn hơn sắp xuất hiện và làm như thế nào để những con khủng long này có thể trở thành thợ săn theo bầy đàn. Ngoài việc là một khám phá quan trọng đối với các nhà khoa học, Concavenator còn là một con khủng long đặc trưng trong nhiều trò chơi và thậm chí còn được bán như một món đồ chơi bình thường. Bản chất ăn thịt hung dữ và lưng gù độc đáo là lý do khiến rất nhiều người thích thú. Chỉ với một hóa thạch được phát hiện, trong tương lai, những gì đã biết về loài này có thể thay đổi với những phát hiện mới. Concavenator là một loài khủng long độc đáo vì nó là loài săn mồi có cái bíu rất độc đáo. Chúng là loài săn mồi thống trị có khả năng tiêu diệt cả những loài sauropod lớn. Đã hàng tỷ năm tuổi nên phần lớn lịch sử trái đất vẫn còn tương đối chưa được biết đến. Những khám phá như thế về loài khủng long này rất quan trọng trong việc tìm hiểu cách khủng long sống và phát triển theo thời gian. Video ngày hôm nay đến đây đã kết thúc. Nếu thấy video này hữu ích, các bạn hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của chúng mình trong tương lai. Các bạn cũng có thể tham gia vào gói hội viên hoặc ủng hộ chúng mình thêm thông qua những thông tin ở phần mô tả nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.